chumbomo.com. Bác chơi chẳng lẽ Momo cực kỳ uy tín. Trao thưởng chỉ trong 5 giây, thanh toán tự động 24/7. Tất thắng tuần nhận thưởng quà to. Truy cập ngay chumbomo.com để kiếm tiền nhé. Hello hello mọi người đã quay trở lại với kênh của Cá Quân nha. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao để chúng ta có thể leo tháp mà không bị giới hạn điểm nha. Nice. Thì đó cực kỳ là dễ luôn ấy, nhưng mà mọi người cần phải có đồng đội hoặc là clone nào đó. Và trước khi vào cái chủ đề đó thì chúng ta sẽ bây giờ đi mở hộp nha mọi người. Mở hộp để xem hôm nay được cái gì đặc sắc không. Liệu là Cá Quân hôm nay có hên không nha mọi người ơi. Rồi trước tiên là 5 hộp nhân viên này đi. Đấy, mở xem cái gì không. Rồi hộp thứ nhất đồ ăn. Hộp thứ hai lại là đồ ăn. Rồi tiếp thứ ba nào. Lại là đồ ăn. Ủa alo, cái gì vậy? Hôm nay tôi ăn rồi, khổ lắm cơ. Lại là đồ ăn. Còn đúng cái cuối cùng này. Cái gì vậy trời? Ủa alo, cái gì vậy? Hỏi chấm luôn ấy. Ra auto đồ ăn luôn ạ. Hay thì chúng ta vào hộp vịt đi. Nào hộp đầu tiên xem được cái gì không. Ui xịn. Cái này cũng ok nha mọi người. Lời rồi. Đổi ra mầm non là lời nha mọi người. Rồi ba đá quý cũng ok. Có đá quý là ngon rồi, không đòi hỏi nhiều. 5 đá quý. Rồi vỗ tay. Cái bộ này cái hộp vịt này nha, vẻ là hên đấy nha. Thì sau khi mình đập hộp vịt hên thì mình quyết định là sang bên đây bốc thăm thành retro để xem là được cái gì không đây. Hy vọng là sẽ ra một cái bộ đồ gì đó ngon. Thì ở cái bốc thăm retro đấy thì mình đã được một cái áo và đôi giày rồi nha mọi người. Rồi hôm nay thì mình hy vọng là ra quần hoặc là mũ. Đấy bây giờ mình chỉ còn quần và mũ nữa thôi là mình sẽ full bộ này. Thì cái quần nó cũng không thuộc dạng hiếm ấy, cái mũ nó cũng thế, cho nên là hy vọng là sẽ ra nha. Mở mỗi cái 70 mầm non mà cũng xót lắm ấy mọi người à. Hộp đầu tiên ra cái gì không? Gì đây? Máy chơi đĩa than. Cái này hình như là để chơi DJ hay sao mọi người ơi. Rồi hộp tiếp theo nè. Bảng neon City Pop. Ừ cái này thì mình cũng thấy là khá là đẹp ấy. Nào tiếp theo. Trang trí tường đĩa than. Cái này thì bèo quá, mình thích cái bảng neon hơn. Mình thích cái bảng neon với lại bộ quần áo của bộ retro này thôi. Rồi còn bây giờ mình sẽ ra nhận hết cái phần thưởng của ngày hôm nay xem là được bao nhiêu kim cương nha. Chắc chắn là được có 2 kim cương thôi. À, có phần thưởng đăng nhập ngày bằng tiền sao này, hộp tiền sao này. Tiền sao may mắn xem được bao nhiêu. Ui cha mà ơi, được có 500.000 chán chả muốn nói luôn ý. Này đang gì đây? Ui, lại 150 tiền chán luôn. Rồi thôi chúng ta vào với chủ đề chính ngày hôm nay, đó chính là đi leo tháp không giới hạn điểm nha các bạn ơi. Đây đầu tiên mọi người leo cho mình như thế này nha. Mọi người cứ leo đi và chuẩn bị một nick phụ, hoặc là mọi người có thể leo cùng bạn bè này. Đấy leo cùng bạn bè. Trước tiên thì mình sẽ lấy một top đã. Mình sẽ lấy top ở cái map này đã. Rồi sau khi mình lấy top xong thì mình sẽ bảo cho mọi người cách để không bị giới hạn điểm nha. Mọi người quan trọng là mọi người có cày được điểm hay không thôi. Có cày được nhiều điểm hay không thôi. Chứ ngày muốn bao nhiêu điểm cũng được. Và cũng dành cho những bạn mà kiểu là gì ta, những bạn mà không bị out game ấy. Chứ như Cá Quân này là cứ bị hay out game, cho nên là mình không có cày được điểm cơ. Bây giờ hy vọng em hết bị out đi thì mình sẽ cày điểm để vào lọt vào top 10 nha mọi người. Ok, vậy là mình đã lấy được cái top 1 rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thoát cái map này ra nha. Đây, bây giờ thoát map này ra. Rồi sau khi thoát map ra ấy, thì mọi người vào phần bạn bè, mọi người lại tele qua bạn bè của mọi người ấy, hoặc là cái nick clone của mọi người nhá. Đấy tele vào chơi đúng cái map đấy luôn. Đấy mọi người cứ chơi xong một cái top xong rồi lại thoát ra, lại tele vào, thoát ra tele vào, thoát ra tele vào đấy.
cho đến khi nào mà chuyển qua map này, qua map khác, qua map nữa, hoặc là đến tối xong rồi đến ngày mai thôi, khi nào mọi người chán thì thôi đấy, không bị giới hạn điểm luôn, vẫn là cái map vừa nãy đúng không? Và bây giờ chúng ta lại về lấy cái top thôi, và lấy cái top xong thì mình lại phát ra mình vào lại tiếp đó, kiểu vậy, rất là đơn giản luôn. Và mọi người thấy cái video này hữu ích thì mọi người đừng quên là cho Cá Quân một like và một đăng ký kênh nha, để có những cái mẹo nào hay thì mình sẽ chỉ cho mọi người nha. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ về lấy cái top tiếp đây. Cái map này thì dễ quá, mình mới lấy top 1 xong. Ôi nhưng mà lấy top 1 trong vòng bao nhiêu thì mình bị quên mất rồi. Ôi cha mẹ ơi, không lên ta. Rồi nhảy nè. Ui trời ơi, nhảy lỗi. Thôi, thế thì mình sẽ nhìn lại nha. Mọi người chơi bằng điện thoại thì có lẽ là sẽ không bị out game đâu đúng không? Cho nên là mọi người cứ thoát map xong rồi cứ thoát phòng xong mọi người lại vào lại. Rất là đơn giản nha. Chơi bằng điện thoại thì rất là ok luôn. Còn những bạn nào mà chơi bằng giả lập ấy thì phải đợi ấy. Đợi game fix lag đi thì chúng ta mới có thể cày được điểm. Như Cá Quân đây, Cá Quân không thể nào mà cày được điểm đây. Bây giờ hiện tại là đang top 15 cơ. Top 9 là hình như là 8.002 điểm hay sao mọi người. Để lên được cái top 9 thì cũng khá là khoai đấy. Hiện tại mình đang là gần 7.700 thôi. Đang gần 7.700 nha. Thế thì để lên được cái top 9 chúng ta cần 500 điểm nữa. Mà bây giờ Cá Quân không có cày được nhiều điểm ấy, cho nên là chịu rồi. Đấy, vậy là mọi người cứ làm theo cách của Cá Quân chỉ dẫn là có thể chơi tẹt bô nha, cày điểm tẹt bô nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ chạy thêm một cái map nữa nha. Và mọi người có làm video về đi học để đăng lên chơi cái sự kiện của AD không? Thì sắp tới mình sẽ làm một cái video về chủ đề event là đi học của AD ra ấy. Và mọi người nếu mà thấy cái video đó thì mọi người hãy cho Cá Quân xin một like và một share nha. Comment thì càng tốt cho mọi người. Đấy, để xem là liệu có giật được cái giải đó không. Và cái map này có cái map xanh đậm kìa. Lần này mình sẽ đi một cách nhanh nhất nha. Mình không có dừng đâu. Mình không có đi chậm đâu, mình sẽ đi nhanh luôn. Không có ngán ngẩm gì cái tầm này nữa rồi. Mấy cái map xanh khó như thế này thì bây giờ mình không có ngán ngẩm, mình cứ thế là mình lao thôi. Đấy, lao như tên luôn. Rồi, lên luôn, ok. Xịn sò con bò luôn. Map cuối này thì cũng thế thôi, lao như tên thôi. Bị lỗi tắt nè, úi giời ơi. Lỗi tắt bị gì rồi, thế lại phải đi thường. Rồi, ok. Vậy là video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mọi người nhớ là ấn nút like cho mọi người nha. Để trong tương lai mình sẽ ra nhiều video, nhiều mẹo cho mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.